Phải chăng Đại sứ quán Nguyễn Minh Vũ đang thao túng các hội đoàn của người Việt tại Đức? Nước Đức thống nhất, một số chủ doanh nghiệp người Việt kinh doanh ở đây sau khi đạt được thành công tạm thời về vật chất thì nay họ muốn thâu tóm các hội đoàn dân sự tại Đức để tạo thế lực xã hội. Họ đã cố ra tay tiếp sức cho mong muốn của nhà cầm quyền tại Hà Nội thông qua tác động của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin tìm cách tước quyền độc lập của hội đoàn tại Đức, cụ thể là cô lập ủy viên ban chấp hành hội doanh nghiệp Lê Trung Khoa. Vụ việc xảy ra mới đây là một minh họa rất điển hình của nhóm tư bản hoang dã do một số người gốc Việt đang định cư tại Đức vận dụng kết hợp với chủ nghĩa cộng sản độc tài mà đại diện là bí thư chi bộ đảng Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Họ đang cùng nhau cố vươn bàn tay đen tối của mình chi phối các hội đoàn dân sự trên lãnh thổ nước Đức để đạt được mục đích thao túng cộng đồng người Việt ở đây, đặc biệt nghiêm trọng là ở các vùng thuộc Đông Đức cũ. Điều này dẫn đến hậu quả an ninh Đức đang chú ý đến sự phát triển đầy tính độc hại của nhóm này đối với xã hội dân sự tại đây. Cuộc họp trên khu văn phòng đối diện chợ Đồng Xuân hôm 2 tháng 3 đông đủ lạ thường. Những người đã từ lâu vắng mặt kể từ khi được hội viên bầu vào ban chấp hành nay đột nhiên xuất hiện. Điều đó thật dễ hiểu vì Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sắp có chuyến công du tại Đức và hội muốn tổ chức đón tiếp ông tại Berlin. Đây là một tin mừng sau gần 2 năm quan hệ Đức-Việt trở nên căng thẳng với vụ nhà cầm quyền Việt Nam cho mật vụ đột nhập lãnh thổ Đức bắt cóc cựu đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh ngay giữa thủ đô Berlin. Các phương án được thảo luận sôi nổi để cuối cùng địa điểm được chọn là nhà hàng Việt phố trong chợ Đồng Xuân, Berlin. Ủy viên ban chấp hành Lê Trung Khoa vui vẻ thu nhận các đóng góp về tài chính để chi trả cho buổi tiếp khách này và mọi người chia tay nhau hẹn gặp lại vào ngày 16 tháng 3 tại nhà hàng Việt phố. Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã chỉ đạo Hội đoàn Việt Nam tại Đức. Sau cuộc họp hôm thứ Hai 11 tháng 3 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin để chuẩn bị đón Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, một sự im lặng khó hiểu đã diễn ra. Cuối cùng, vị chủ tịch Hội Doanh nghiệp đã phải thông báo Hội Doanh nghiệp không tổ chức tiếp Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại nhà hàng Việt phố nữa. Điều này cũng hợp lý vì xảy ra sau khi nhận được thông tin từ quận Lichtenberg đã không cho phép tổ chức các sự kiện, kể cả các buổi tổ chức tiếp đón đoàn khách, chính trị gia và quan chức Đại sứ quán Việt Nam tại các nhà hàng trong khu chợ Đồng Xuân, Berlin, với lý do chợ Đồng Xuân nằm trong khu công thương Giverbell Gibbet. Hội doanh nghiệp vẫn tổ chức đón tiếp Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhưng không thể có mặt Lê Trung Khoa. Đúng như kế hoạch đã định, chiều thứ Bảy, 16 tháng 3, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã tới nhà hàng Việt phố ở chợ Đồng Xuân, Berlin. Nhưng điều ngạc nhiên, trên chiếc phong lớn màu xanh vẫn có biểu trưng và ghi rõ nội dung Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức cùng Trung tâm Đồng Xuân tổ chức tiếp đón vị Bộ trưởng này. Chủ tịch cùng nhiều thành viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp tại Đức cũng đã có mặt đông đủ, chỉ có Ủy viên Ban chấp hành Lê Trung Khoa là không được phép xuất hiện. Điều này có lẽ đem đến niềm vui không nhỏ cho Đại sứ Nguyễn Minh Vũ vì ông đã không phải giáp mặt một chủ doanh nghiệp, đồng thời cũng là phóng viên của tờ Thời báo.de, vẫn thường mang đến tòa đại sứ nhiều nỗi kinh hoàng với các bài tường thuật chi tiết vụ các đồng nghiệp ngoại giao Việt Nam đã cùng mật vụ nước này tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Và điều ông vui hơn nữa là đã thành công trong việc sử dụng những chủ doanh nghiệp gốc Việt tại đây, dùng các thủ đoạn nhằm cô lập để thao túng các hoạt động hội đoàn dân sự trên lãnh thổ nước Đức. Chỉ vì háo danh và hy vọng vào sự hứa hẹn mơ hồ từ những quan chức cộng sản đến từ Việt Nam, một số người trong hội đoàn và vài cá nhân tại Berlin đã tiếp tay cho hành động can thiệp của Đại sứ quán Việt Nam vào các hoạt động của xã hội dân sự tại Đức. Qua đó, họ đã tự nguyện làm tay sai cho nhà cầm quyền tại Hà Nội, thao túng các hội đoàn ngay trên lãnh thổ nước Đức. Điều đó chắc chắn sẽ đem lại hậu quả khó lường trước công luận Đức và Việt Nam. Quý vị vừa nghe qua bài của Thu Phương, Thời báo.de, qua phần trình bày của Ý Nhi. Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem.